Vậy là đã một tháng kể từ khi Hà Nội chính thức giãn cách theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và thời điểm hiện nay cũng đang trong vụ thu hoạch rau của bà con nông dân. Tại thị trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ, nơi đây cung ứng cho thị trường Hà Nội hàng trăm tấn nông sản mỗi ngày. Thế nhưng từ khi Hà Nội bước vào đợt giãn cách, lượng tiêu thụ rau giảm 30 đến 40%, đầu ra ngưng trệ khiến thu nhập của không chỉ người dân mà các hợp tác xã cũng giảm đáng kể. Ghi nhận của phóng viên VTC16. Cửa hàng giới thiệu và phân phối rau củ quả sạch của thị trấn Trúc Sơn, Hà Nội. Đây cũng là điểm tiêu thụ hàng duy nhất của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Trúc Sơn. Vì các bếp ăn tập thể của các trường học, khu công nghiệp đều dừng thu mua, nên lượng rau tiêu thụ bị sụt giảm đáng kể. Trước kia đối với cái hàng của hợp tác xã thì xuất đi, nếu như mà các trường hoạt động vào thì mỗi một ngày nó khoảng độ 600-700 cân. Nhưng đến bây giờ một ngày bình quân thì chỉ được khoảng độ 400-500 cân thôi. Nghĩa là giảm nó khoảng độ 30% cái sản lượng so với trước kia, so với lúc mà chưa có dịch. Trước cái tình hình dịch bệnh phức tạp ấy, thì nhà chị cũng thực hiện đúng cái chủ trương của nhà nước và chính phủ. Thì chị đi chợ là cứ 4 ngày hoặc là 3 ngày một lần, đủ ăn trong mấy ngày mà ở nhà. Thời điểm này năm ngoái, hợp tác xã Trúc Sơn đang rộn ràng trong mùa thu hoạch bội thu với sản lượng 6.430 tấn nông sản một năm, tương đương với 57 tỷ 900 triệu đồng, là nguồn thu nhập chính của hơn 500 thành viên hợp tác xã và công nhân. Thế nhưng, dịch COVID-19 ập đến, thay vì 80 tấn mỗi ngày như trước, hợp tác xã chỉ cung ứng được từ 12 đến 13 tấn, giảm đến hơn 80%. Ví dụ như là trước người ta lấy cho mình độ buổi chiều độ 100 mớ chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ người ta chỉ lấy độ 50 mớ thôi. Mình chỉ bán được 3.000 hoặc 2.500 một bó thôi. Là mình bán tại ruộng cho họ. Chúng tôi ở đây làm ra thì chủ yếu là có lái buôn người ta lên tận ruộng người ta lấy. Ít khi đã phải đi chợ lắm. Kể cả lên chợ cũng có người ta lấy quen, nhưng mà nói chung dịch bệnh này cũng ảnh hưởng nhiều lắm. Kiểu như là mình mà không có đầu ra, không có mối là cũng hơi mệt, gay go. Hiện nay có một số các sản phẩm đang bị ứ đọng. Và chúng tôi cũng đang đề nghị là huyện, các ngành chức năng của huyện để có những cái kênh thông tin để kết nối với các công ty doanh nghiệp và rồi là các cái xã mà họ đang thiếu các cái sản phẩm rau củ quả để kết nối để chúng tôi sẽ cung cấp và để bao tiêu sản phẩm cho bà con. Hiện nay, hợp tác xã Trúc Sơn phải sản xuất cầm chừng nhằm duy trì hợp tác xã vượt qua khó khăn. Mặc dù vậy, cửa hàng vẫn giữ bình ổn giá cho người tiêu dùng. Đây cũng là một cách để chia sẻ khó khăn của hợp tác xã với người dân. Thưa quý vị, sản xuất và tiêu thụ quả bơ trên toàn cầu đang liên tục tăng mạnh và quả bơ sẽ trở thành loại trái cây được xuất khẩu nhiều nhất trong 10 năm tới, theo báo cáo triển vọng nông nghiệp 2021-2030 của OECD FAO. Cũng theo báo cáo này, vào năm 2030, lượng bơ được xuất khẩu có thể đạt 30,9 triệu tấn, vượt qua dứa và xoài. Tỷ trọng nhập khẩu bơ của Mỹ dự kiến chiếm 40%, EU chiếm 31% tổng giá trị nhập khẩu quả bơ trên toàn cầu vào năm 2030. Ngoài ra, nhập khẩu quả bơ cũng đang tăng nhanh ở nhiều thị trường khác như Trung Quốc và một số nước Trung Đông. Đây được xem là cơ hội cho Việt Nam khi trái bơ của nước ta được đánh giá không hề thua kém cả về chất lượng lẫn sản lượng so với các nước xuất khẩu bơ lớn trên thế giới. Chuyển sang những tin tức về nông nghiệp và thị trường nông sản đáng chú ý. Theo dự báo của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, dù là nhu cầu thị trường nhập khẩu cá tra từ Mỹ, Brazil, Mexico, Thái Lan, Canada, Colombia, Nga và UAE bắt đầu tăng tích cực, tuy nhiên thì dịch COVID-19 lan rộng khắp các tỉnh miền Tây thời gian qua đã khiến cho hoạt động chế biến xuất khẩu thủy sản bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng. Giá cá tra giảm sâu dưới giá thành sản xuất. Hiện cá tra nguyên liệu đang vào vụ mùa thu hoạch nhưng giá đã giảm xuống còn 20.500 đến 21.500 đồng 1 kg. Trong khi đó, chi phí trung bình để sản xuất 1 kg cá nguyên liệu vào khoảng 22.500 đồng 1 kg. Với mức giá thu mua trên, người nuôi thua lỗ 900 đến 1.400 đồng 1 kg cá tra khi xuất bán. Các doanh nghiệp cá tra cho biết khó khăn lớn nhất của các nhà máy chế biến cá tra là thực hiện ba tại chỗ vì phát sinh quá nhiều chi phí. Công và lương người lao động tăng, vận chuyển nguyên liệu hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, người lao động không muốn làm ba tại chỗ vì xa nhà, do đó nhiều doanh nghiệp đã giảm công suất chế biến hoặc đóng cửa. Những lý do trên khiến giá thu mua cá tra nguyên liệu bị kéo giảm xuống.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các doanh nghiệp chế biến thủy sản tại 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang gặp khó khăn. Số doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu khu vực Nam Bộ tạm dừng sản xuất là 123 cơ sở, trong đó thì có 9 cơ sở phát hiện trường hợp dương tính với COVID-19 và 104 cơ sở còn lại không đáp ứng được yêu cầu 3 tại chỗ. Như vậy, hiện chỉ còn 326 trên 449 cơ sở tại 19 tỉnh, thành phố, trừ phía Nam tiếp tục sản xuất chiếm 65%. Tuy nhiên, do thiếu công nhân và chia ca để phòng chống dịch bệnh, nên tổng công suất chỉ hoạt động khoảng 30-40% so với trước khi áp dụng chỉ thị 16. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết do thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đều kéo dài thời gian giãn cách nên các doanh nghiệp chế biến thủy sản thêm khó khăn bởi chi phí ba tại chỗ rất cao. Tình trạng này ảnh hưởng đến toàn chuỗi sản xuất kinh doanh thủy sản. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP mới đây đã phải đề xuất giảm 30% tiền điện cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản trong 6 tháng cuối năm 2021 và nhiều các loại phí khác đến giữa năm 2022 để hỗ trợ phục hồi sản xuất và xuất khẩu thủy sản. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện giá lợn sống trên toàn quốc dao động từ 50 cho đến 54.000 đồng 1 kg, giảm 15-16% so với tháng 7 và là mức thấp nhất kể từ giữa năm 2019. Mặc dù là giá lợn hơi giảm sâu, nhưng nghịch lý là thịt ngoại nhập vào Việt Nam thì vẫn tăng mạnh. Theo Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2021, Việt Nam nhập khẩu gần 81.000 tấn thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh, trị giá 187 triệu đô la Mỹ, tăng 155% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, Nga là thị trường lớn nhất cung cấp thịt lợn cho Việt Nam với gần 34.000 tấn, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước, trị giá hơn 93 triệu đô la Mỹ. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh COVID-19, nhu cầu thịt lợn trên thị trường đã giảm nhiệt, các bộ ngành cần có chính sách điều tiết lượng thịt lợn nhập khẩu hợp lý để kích thích người chăn nuôi trong nước, đặc biệt khi nguồn cung các loại thịt như thịt gà, vịt và trứng nuôi trong nước đang dư thừa. Vậy là đã một tháng kể từ khi Hà Nội chính thức giãn cách theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, và thời điểm hiện nay cũng đang trong vụ thu hoạch rau của bà con nông dân. Tại thị trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ, nơi đây cung ứng cho thị trường Hà Nội hàng trăm tấn nông sản mỗi ngày. Thế nhưng từ khi Hà Nội bước vào đợt giãn cách, lượng tiêu thụ rau giảm 30-40%, đầu ra ngưng trệ khiến thu nhập của không chỉ người dân mà các hợp tác xã cũng giảm đáng kể. Ghi nhận của phóng viên VTC16. Cửa hàng giới thiệu và phân phối rau củ quả sạch của thị trấn Trúc Sơn, Hà Nội. Đây cũng là điểm tiêu thụ hàng duy nhất của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Trúc Sơn. Vì các bếp ăn tập thể của các trường học, khu công nghiệp đều dừng thu mua, nên lượng rau tiêu thụ bị sụt giảm đáng kể. Trước kia, đối với cái hàng của hợp tác xã thì xuất đi, nếu như mà các trường hoạt động vào thì mỗi một ngày nó khoảng độ 600-700 cân. Nhưng đến bây giờ một ngày bình quân thì chỉ được khoảng độ 400-500 cân thôi. Nghĩa là giảm nó khoảng độ 30% cái sản lượng so với trước kia, so với lúc mà chưa có dịch. Trước cái tình hình dịch bệnh phức tạp ấy, thì nhà chị cũng thực hiện đúng cái chủ trương của nhà nước và chính phủ. Thì chị đi chợ là cứ 4 ngày hoặc là 3 ngày một lần, đủ ăn trong mấy ngày mà ở nhà. Thời điểm này năm ngoái, hợp tác xã Trúc Sơn đang rộn ràng trong mùa thu hoạch bội thu với sản lượng 6.430 tấn nông sản một năm, tương đương với 57 tỷ 900 triệu đồng, là nguồn thu nhập chính của hơn 500 thành viên hợp tác xã và công nhân. Thế nhưng, dịch COVID-19 ập đến, thay vì 80 tấn mỗi ngày như trước, hợp tác xã chỉ cung ứng được từ 12 đến 13 tấn, giảm đến hơn 80%. Thí dụ như là trước người ta lấy cho mình độ buổi chiều độ 100 mớ chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ người ta chỉ lấy độ 50 mớ thôi. Mình chỉ bán được 3.000 hoặc 2.500 một bó thôi. Là mình bán tại ruộng cho họ. Chúng tôi ở đây làm ra thì chủ yếu là có lái buôn, người ta lên tận ruộng người ta lấy. Ít khi đã phải đi chợ lắm. Kể cả lên chợ cũng có người ta lấy quen, nhưng mà nói chung dịch bệnh này cũng ảnh hưởng nhiều lắm. Kiểu như là mình mà không có đầu ra, không có mối, là cũng hơi mệt, gay go. Hiện nay có một số các sản phẩm đang bị ứ động. Và chúng tôi cũng đang đề nghị là huyện, các ngành chức năng của huyện để có những cái kênh thông tin để kết nối với các công ty doanh nghiệp và rồi là các cái xã mà họ đang thiếu các cái sản phẩm rau củ quả để kết nối, để chúng tôi sẽ cung cấp và để bao tiêu sản phẩm cho bà con. Hiện nay, hợp tác xã Trúc Sơn phải sản xuất cầm chừng nhằm duy trì hợp tác xã vượt qua khó khăn. Mặc dù vậy,
cửa hàng vẫn giữ bình ổn giá cho người tiêu dùng. Đây cũng là một cách để chia sẻ khó khăn của hợp tác xã với người dân. Thưa quý vị, sản xuất và tiêu thụ quả bơ trên toàn cầu đang liên tục tăng mạnh và quả bơ sẽ trở thành loại trái cây được xuất khẩu nhiều nhất trong 10 năm tới, theo báo cáo triển vọng nông nghiệp 2021-2030 của OECD FAO. Cũng theo báo cáo này, vào năm 2030, lượng bơ được xuất khẩu có thể đạt 30,9 triệu tấn, vượt qua dứa và xoài. Tỷ trọng nhập khẩu bơ của Mỹ dự kiến chiếm 40%, EU chiếm 31% tổng giá trị nhập khẩu quả bơ trên toàn cầu vào năm 2030. Ngoài ra, nhập khẩu quả bơ cũng đang tăng nhanh ở nhiều thị trường khác như Trung Quốc và một số nước Trung Đông. Đây được xem là cơ hội cho Việt Nam khi trái bơ của nước ta được đánh giá không hề thua kém cả về chất lượng lẫn sản lượng so với các nước xuất khẩu bơ lớn trên thế giới.